đến lượt cây sung. Cây sung đợt này về thấy mừng này. Này các bác nhìn, lá như nó nắng nó đều và có vẻ như là khỏe. Trên lá nó sẽ như này. Lá sẽ như này. Đấy, còn mà chút bợt nhợt thì lá kém. Thì cây kém thì nhìn là biết ngay. Đấy các bác nhìn, khỏe cái có quả này. Quả này. Quả này. Quả này. Sung tía. Ở dưới này tôi tin là sẽ rất là nhiều mắt quả. Tôi sẽ chỉ tỉa form cái cây này thôi, chứ giữ nguyên những cái mắt này để ra quả các bác. Chứ trong này thì nó rất muốn ra quả nhưng mà tối quá các bác, nó rậm rạp quá. Thì bây giờ tôi tỉa bớt đi. Nó là một cây sung rất đẹp. Cây sung rất đẹp các bác. Rất đẹp. Tôi rất quý cây sung này. Đấy, thì bây giờ tôi cắt tỉa luôn. Thậm chí nếu mà để rông như này nó có quả lên đến tận ngọn này các bác nhé. Nhưng mà thế thì nó rườm rà quá. Bây giờ tôi cắt. Cây thì rất lùn mà bóng rất rộng. Cây sung có thể gọi là dáng làng được. Thiên nhiên. Đẹp. Các bác nhìn. Đấy, nó nhìn hình tượng cái form của nó là các bác thấy thích luôn. Đấy, làng hơi siêu. Đấy, đẹp. Tôi dựng máy quay cắt các bác nhé. Yeah.
Nếu như mà những cái cành nó vươn như này thì thường ở trên nó lù mạnh hơn những cành khác, thì thường trên đầu này nó gần như nó không có quả. Còn những cành mà đuối đuối thì lại hay có quả, ví dụ cây này. Đấy, thì nó sẽ khó nó phát triển được tiếp vì nó dành hết sức lực để ra quả các bác. Ra quả. Đây. Chỗ này. Tôi vừa thấy một chùm quả đâu đây. Rậm rạp quá. Đâu nhỉ? Cái này vật lá rất đẹp lắm. Ồ, vừa thấy một chùm quả đâu đây. Ở đây. Đây. Đấy. Đây, một cái quả to to ở trong này nữa. Rất nhiều quả nhưng mà nó cứ hay bị rụng. Đấy, nhìn thấy chưa? Đấy. Lác đác vì trong nó tối quá. Nó rậm rậm, nắng không xuyên xuống. Nó tự nó đào thải nó. Đẹp. Những cái vòi quả trong này nó cứ bị khô này. Đấy, những cái như vòi như này bị khô rất là nhiều, rất nhiều quả, rất muốn quay kỹ cái này nhưng mà không quay được, càng ngày nó càng đẹp thôi. Nó rậm quả. Tôi lần này tôi không muốn bật lá để cho nó ra quả. Đẹp quá, rất đẹp quá. Mặt sau này, mặt nào cũng như mặt nào rất ok. Mặt này nó hơi bị cái cây xanh nó che một chút. Nhưng kê ra ngoài một chút nữa cho nó đều. Đó. Các bác ạ. Ok, tôi cắt cây lão này các bác nhé. Đang chê cái miếng xốp để cho đỡ cháy lưng này. Lại cắt lại cái form này thôi, về cho nó đẹp thôi.
Các bạn đang buộc cái cắt ra, các bác xem lại cho nó phê. Nó đang ôm sẹo khủng khiếp ạ. Đang ôm sẹo khủng khiếp. Cái bôi nó đen đen thế này nhìn nó kỳ, cảm giác nó ghê thôi các bác, nhưng nó đang đùn khiếp. Đùn khiếp, keo cũng khá là tốt đấy các bạn. Đó, nhìn này. Đấy, nhìn này, đùn này. Đùn ghê luôn đấy. Nuôi lại những cái này để cho nó kéo. Đó. Đáng lẽ là những nãy phải nuôi những cái này lại. Nhưng mà nếu mà để lại thì các bác không nhìn thấy gì. Thôi thì vì cái
cái truyền thông thì tôi cắt nó đi để các bác xem cho dễ. Chỗ này bị che, nó bị thiếu nắng. Rất giá trị các bác nhé, rất giá trị, rất giá trị. Này các bác nhìn, bây giờ mà bóc ra thì nó dày chi chít sướng lắm. Sao? Sao? Thế à? Không đánh nhau nhá. Đấy, cắt sơ sơ đi. Các bác. Đây có cây sung và cây video này có cây sung và cây sành rất ưng ý. Rất đẹp. Cây này tôi sau này tôi sẽ phải thay cái chậu, tôi không dùng cái chậu này. Dùng cái chậu chú nhật, chậu tàu chú nhật. Đấy, đứng thành một chút và phóng theo cái tán. Thay cái chậu này khá là đắt tiền nhưng mà lại không hợp. Đây là người ta thay tôi kế thừa thôi, chứ tôi không thích cái chậu này. Tôi thích cái chậu xi măng cũ của nó hơn. Tất nhiên là xấu nhưng nó hợp với cái dáng. Xong mình thay cái chậu nó như cái chậu cũ của cái con này. Đây này, đằng này hơi vướng các bác không nhìn được, không cả. Nhưng mà cây rất là đẹp. Nhìn đi. Đấy. Tứ diện đều đẹp các bác nhé. Chân bệ rất quái, rất lạ. Cổ lão, già thì thôi rồi. Già thì thôi rồi, vàng ươm các bác nhé. Vừa đổ tí nước vào nó đen đen đấy. Đây, vàng ươm. À, tiền trăm không xứng đáng à, quá xứng đáng. Tôi nuôi được cái sẹo này lên thì tiền trăm chưa chắc tôi đã bán được các bác nhé. Đây này, các bác nhìn này. Đùn lên thế này thì mà kể cả không đùn được các bác nhé. Sau tôi khoét cái này thì tôi vào đá những cái chỗ này, sau đá nó ôm lên cũng rất là đẹp. Thì cả chỗ này dài một viên đá nhỏ theo cái rãnh này, sau tự nó ôm vào, nó nhanh hơn là này rất là nhiều. Phải có thời gian các bạn. Được. Đây. Cái sung này cũng rất đẹp, tôi rất ưng, nó rất bonsai. Không có từ nào diễn tả được, chỉ có nói là nó rất bonsai thôi. Các bạn nhìn đấy đã thấy nó là một cây bonsai rất thiên nhiên rồi. Các bạn ạ. À, rất nhiều quả. Xưa có hứa để cho anh loát ở chỗ bộ giáo dục ấy, nhưng mà mỗi lần tôi về quê nó rất là ngắn mà về lại chở vợ con nên là không đèo lên được, nên là thôi. Nếu mà anh loát có xem thì cũng thông cảm. Sau này cũng chưa có lời nào nói lại với anh loát, bởi vì nếu mà chở lên Hà Nội thì chắc chắn sẽ mang cho anh loát, nhưng mà tôi để quê thì thôi. Để dưới này cho cây nó có ở quê nó cũng một cây bonsai. Chứ chở lên cho anh thì thực tế là không chở được. Xe máy đã kín chỗ. Còn người về một mình thì may ra chở được, nhưng mà chẳng bao giờ về một mình đâu ạ. Rồi ok, để xe xin phép sang cái cây khác.